Câu thứ năm, Bạch Minh Hải, thầy cho con hỏi thế nào là nhất tâm niệm Phật, lạy sám hối niệm Phật trì chú mà vọng tưởng thì có tác dụng không ạ? À? Với cả nếu con ăn mặn thì tu tập có giảm công đức không thưa thầy? Dĩ nhiên chúng ta ăn chay là vì chúng ta khởi cái tâm từ bi. Okay. Và khi mà chúng ta ăn chay đó thì thân thể của chúng ta nó ít cô uế trược, nó khỏe khoắn, nó thoải mái hơn cái người ăn mặn. Tại vì bạn ăn mặn tức là cái bụng của mình nó giống như cái nghĩa địa, mà bạn thấy không? Ngoài đời này á, bạn đi gần nghĩa địa bạn cũng thấy âm khí nó nhiều rồi nó mệt đúng không? À, thì bạn ăn vào trong bụng bạn, cái bụng của bạn nó là một cái bãi tha ma nghĩa địa. Thế thì bạn không ăn chay, dĩ nhiên là nó không tốt bằng ăn chay, nhưng không có nghĩa là bạn không ăn chay thì bạn không được trì chú niệm Phật hay là lạy sám hối. Tại vì không có ai trên đời này vừa bước ra một cái là ăn chay rồi mới tu, trừ những cái bậc mà họ là hóa thân Bồ Tát, hoặc là họ sinh ra với cái ước nguyện là họ đầu thai lại để đi tu, để làm tăng sĩ, thí dụ vậy. Hay là dù cư sĩ cũng vậy, thì cái trường hợp đó nó rất là đặc biệt. Ok, cái số đó bạn có thể đếm được, nó ít lắm, nó không có nhiều. Còn tất cả những người khác, ai họ cũng ăn mặn, rồi họ tu, rồi họ trở thành ăn chay, đúng không? Thế thì cái vấn đề của mình là đầu tiên là ăn chay cái đã, xin lỗi, ăn tu cái đã, rồi có cái chuyện ăn chay hay gì đó mình để cái đó từ từ mình tính. Okay. Cái đó không có gì vội hết á. Còn thế, bạn bảo rằng nhất tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, niệm, chữ niệm này nó có nghĩa là nhớ nghĩ, tưởng nhớ trong lòng. Nhất tâm niệm Phật tức là một lòng tưởng nhớ cái danh hiệu Phật. Ví dụ như bạn tưởng nhớ người yêu thì bạn có phải là nhất tâm nhớ người yêu không? Tại vì bạn đi bạn cũng nhớ người yêu, đứng cũng nhớ người yêu, ngồi cũng nhớ người yêu, nằm cũng nhớ người yêu, ngủ cũng mơ thấy người yêu. Cái vấn đề mà nó nằm ở cái chỗ là bạn khi mà bạn bị người yêu bỏ đó, mà nếu bạn thương cái người đó thì bạn hiểu được nhất tâm nó là cái gì. Bất kể cái gì bạn làm nó cũng day dứt, nó cũng đau khổ trong tâm bạn. Bạn chỉ có nhớ người đó và mong được nói chuyện với người đó, ngoài ra bạn không có làm cái gì khác được hết. Có nhiều người người ta nhớ tới cái độ mình ta phải đi tự tử, người ta chết luôn đó. Đó gọi là nhất tâm đó. Nhưng mà điều cái đó là nhất tâm ngu đấy nha. Còn nếu mà mình nhất tâm khôn đó, là thay vì mình nhớ người yêu đó thì mình nhớ Phật. Nếu mà trong giờ giấc, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây của mình nó xốn sang trong người mình, lúc nào mà mình không nhớ tới Phật là mình chịu không được, nhưng mình nhớ người yêu vậy đó, bảo đảm những người đó họ tu họ thành Phật liền. Ngay trong một đời này vừa dứt phát là họ đi về là họ chứng vô sanh pháp nhẫn, đời sau họ là thành Phật ngay thôi. Mà ngay trong đời này cũng vậy, dù họ còn đang sống chưa chết gì hết, nhưng mà họ vẫn có thể chứng được vô sanh pháp nhẫn ngay trong cái đời này nữa, chứ không phải cần gì phải đợi tới chết mới chứng vô sanh pháp nhẫn. Ok, tâm của họ nó không còn bị ràng buộc gì nữa hết á. Thì cái này mình thấy rõ ràng là rất là tốt không đó. Thế cho nên là nhất tâm có nghĩa là một tâm. Một tâm này là bạn không nhớ cái gì khác gọi là một tâm. Còn nếu mà bạn còn nhớ cái gì khác là bạn chưa phải một tâm. Nhất tâm là chỉ nhớ có một việc một là niệm Phật, danh hiệu của Ngài, và chỉ nhớ các Ngài vậy thôi. Đó. Nhớ một vị nào, nhớ yên một vị đó. Thí dụ niệm Quan Âm, niệm chuyên Quan Âm, niệm Dược Sư, niệm chuyên Dược Sư, niệm A-di-đà, niệm chuyên A-di-đà. Không có niệm tạp nhập. Đó. Trừ những lúc nào rảnh rỗi thì mình niệm thêm, cái đó mình không nói. Hay là mình có cái việc gì nó khẩn cấp mà mình cần đến Dược Sư thì mình niệm Dược Sư. Nhưng mà thật sự một khi mà bạn đã niệm Quán Âm hoài thì lúc nào bạn niệm Quán Âm nó cũng sẽ có tác dụng. Còn như bạn niệm A-di-đà mà nếu tâm của bạn buông bỏ hết rồi đó, thì bạn niệm A-di-đà lập tức bạn vẫn được tất cả những Bồ-Tát, những thiên thần hộ pháp, họ vẫn ủng hộ bạn y chang giống như bạn niệm Dược Sư, không có gì khác hết. Nhưng mà tại vì tâm bạn chấp trước, bạn niệm A-di-đà vô tác dụng, không có ý nghĩa gì hết. Tại vì giống như một cái người muốn cái này nhưng mà đòi hỏi cái kia, cho nên là nó không có. Còn nếu bạn niệm Dược Sư thì khác à, hay là bạn niệm Quán Âm thì khác à. Tại vì hai ngày nó hứa hệ cần người ta cho à, hỏi ta kêu ta giúp à. Cho nên là niệm hai ngày đó nó khác với niệm A-di-đà. Ok, cho nên nhất tâm tức là một tâm. Một tâm là không có suy nghĩ chuyện khác, không có bộc động, không có tưởng tượng, không có sẽ lo sợ gì hết á. Tại vì bạn lo sợ tức là tâm của bạn là nhất tâm lo sợ, chứ đâu phải là nhất tâm niệm Phật. Đấy nha. Nhất tâm niệm Phật là chỉ có niệm Phật thôi, không có lo sợ. Rồi.